Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn nhá. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh điện tử Tuấn Thắm Video. Thì ngoài các dòng đài cassette bình dân ra thì em Tuấn còn giới thiệu một số dòng TV đen trắng nhá. Bên này là cái khu để trưng bày cái kệ của em Tuấn, còn một số TV đen trắng nhá. Đấy. Nhưng mà thời gian cho phép thì em sẽ quay dần dần từng video lên để giới thiệu cho các quý vị các bạn nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với một chiếc TV đen trắng Samsung 359R nhá. Một chiếc TV quá nhiều kỷ niệm với chúng ta đúng không ạ? Cứ mỗi lần mà nhìn thấy thôi thì chúng ta đã có những rất nhiều kỷ niệm ùa về thời thơ của chúng ta. Gia đình nào có điều kiện thì mua một chiếc, còn không có thì toàn phải đi xem nhờ ngoài nhà hàng xóm nhá. Vui thì nó cho xem, mà buồn có khi là nó đuổi về đấy, cũng rất là bực. Đây là một chiếc Samsung 359R mà mặt đằng trước thì nó sơn màu ghi xám nhá. Thì có hai dòng, một dòng thì nó sơn màu hơi vàng vàng nhũ đấy, thì nhưng mà con này nó ghi màu ghi xám nhá, thì nhìn nó rất là sang trọng nhá. Đây này, cái này này, cái viền này thì nó sơn màu ghi xám này đấy. Còn một dòng đời khác thì nó sơn màu hơi vàng vàng như thế này, nhưng nó nhũ sáng hơn tí đấy. Con này cũng rất là đẹp nhá, một chiếc Samsung 359 này. Ba cái nút chỉnh này, âm lượng tắt to nhỏ và tắt mở này, sáng tối này, rồi tương phản này, nút cảnh cạch này, zin hết nhá. Tem loa TV này đấy, màn hình còn rất là đẹp, thân vỏ thì rất là ok luôn, không bị vỡ dập một tí nào nhá. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Tem mác còn nguyên bản luôn đấy, cài dây thân vỏ còn rất là ok luôn. Đấy thì kênh sóng VHF, UHF nó bỏ rồi thì chúng ta sẽ dùng đường video vào nhá. Thì ở đây có một cái đường hình và một đường tiếng, các bác cắm đầu kỹ thuật số như thế này. Đấy, hoặc là đầu K cộng hoặc đầu gì cũng được, miễn là ra jack AV cắm vào là được nhá. Đầu VCD cũng được nhá. Sau đây em sẽ khởi động cái máy lên nhá. Đây sẽ là nút mở này. Không chắc lắm, nhưng mà khoảng 20% nữa. Cam gò hơn rất nhiều đấy. Đã không hiển thị cho lắm. Francis 40. Sắt ẩn số các bạn phải đi tìm, gồm có. Rất là nét. Tính cho tới bây giờ với 345 điểm. Đây là to nhỏ nhá. Đấy, ba nhỏ to đây này. Rất ok đúng không ạ? Rất tiếc. Phải dừng cuộc chơi tại đây. Đây là chúng ta xem qua camera điện thoại của em thì cái tần số của camera và tần số TV nó khác nhau, nên nó hơi sọc sọc sọc, nhưng mà xem ở ngoài là không có nhá. Xem ở ngoài là không có cái sọc nào đâu. Đấy. Hôm số xa tấn chương 203. Rất là nét. Một chiếc TV có bác có thể là vừa mua về trưng bày nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, và cũng có thể là thỉnh thoảng đem ra xem cũng rất là ý nghĩa nhá. Mà chắc là bây giờ thì chúng ta sẽ thiên về trưng bày nhiều hơn. Dần dần thì giữ được một cái TV này cũng cả là một cái gì đó rất là giá trị nhá. Dần dần cái dòng TV đen trắng này sẽ bị mai một nhá. Chúng ta rất là khó mua. Đoàn viên trong trung đoàn đã có thêm okay. Kỹ năng kiến thức giúp cho việc nhận diện các. Em vừa chuyển một số kênh cho các bác xem theo dõi hình ảnh. Thì ở đây là nút sáng tối này. Đấy, các bác thể cho tối đi này. Sáng lên này. Tùy theo mình xem nhá. Đấy. Đây là tương phản này. Năm 2021. Mình xem chỉnh sao cho nó dễ xem. Điều hành hơn 40 trang mạng, hơn 1000 tài khoản. Đúng nét đúng không ạ? Rất là nét. Và 70 kênh YouTube đăng tải. Ok. Thì sau đây em Tuấn xin phép được dừng cái video test trước TV Samsung 359R ở đây nhá. Chiếc TV này em giao lưu với giá 2.600.000 đồng nhá. Bao ship tận nhà cho các bác nhá. Một chiếc TV Samsung 359R mặt màu ghi xám rất là đẹp, còn zin nguyên bản không bị vỡ dập nhá. Hoạt động tốt, đã cấy AV rồi, các bác phải chỉ việc xem thôi. Em Tuấn xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.